trở lại kênh chân của mình Vtut. Chào mừng mọi người, chào kênh Vtut của mình. Ôm lại quay tiếp à? Quay lại đi, xóa đi, xóa. Hôm nay mình Minh Hải đi siêu thị. Siêu thị. Đây là đâu anh Hải? Nhầm, đi cũng mắc chứ. Lấy lại cái đấy đi. Cái gì vẫn thế mà. Đấy. Thì hôm nay thì hôm nay mình với Hải đi siêu thị để mua đồ để quay ẩm thực tiếp cho anh em xem. Lâu lắm rồi không ra. Quả tóc này mấy hôm không gọi rồi. Khai đạt. Khai đạt. Đi bên nào? Không chấp xe nữa, bên gì anh ơi? Gà. Gà luôn. Đồ trắng miệng, đồ trắng miệng này. À, chân gà. Cái nó 100.000 mà. Chân cái lồn à. Chết, nói vậy, đúng không, em để ăn sang. Chân gà cái chùa này. Chân gà bây giờ là nướng kìa. Chân gà nướng này. Chân cái lồ. Chân gà ngon. Cái gì? Anh Hải quay đây. Anh Hải thơm cái, thơm. Đâu, dí thẳng vào. Dí thẳng vào. Đâu, chưa được, anh dí xin. Đi kiếm cái giỏ. Ở đây. Ôm thơm cái hộp. Quay này, quay tiếng cho rồi. Cái này là thanh toán ở ngoài đúng không? Nhảy luôn thanh toán ở ngoài. Để đây. Nhảy luôn. 21 này. 21, 18. 40. Quay đi. Đêm. In. Thôi thì thôi. Đi lượt tiếp. Bây giờ mình sẽ đi mua tiếp mọi người ạ. Đây là mình cầm máy bay thằng này tay ngu lắm mọi người ạ. Nướng thịt bò giải ạ, ngon. Bò giải á? Đây. Bò giải đây. Đâu? Em vừa nhìn bên này. Không phải bỏ ái đâu nhá. Biết rồi. Bia cái này là mát này bia. Không, nãy vừa nhìn bỏ giải đâu mà nhỉ. Đấy. Đây. Đây á. Không phải. Đây. Đúng chưa? Ờ, cái này ăn này. Em hay ăn mà. Ủa mặt đâu. Con khuyên nó mua nó làm có cái mà nó rẻ hơn. Ủa không, đắt hay chẳng. Con khuyên nó mua cái ở đâu á? Thịt ba chỉ 48.000. Đây gì vậy? Đây là cái này cuốn cuốn này ăn ngon lắm rồi. Bao lớn được à? Siêu cay không? Ướp với cái gì vậy? Sát tế thôi. Cứ truyền thống. Không, cái đấy ngon hơn. Đây cái này. Vẫn cái này. Đổ sát tế. Không, hai lọ. Hai lọ mới được. Hai lọ mới vừa. Ướp cái này thôi. Nào. Đuổi mẹ về rồi. Còn từng ớt đâu? Chúng cốp xe, cốp xe để mẹ nhà. Chiều quay gì ạ? Ờ, không thể nào mang à? Không. Vậy này anh Hải ôm. Có đây. Không được ăn chẳng cùng đường về, thế này nhà lấy luôn. Về một nhìn. Đớt phí không? Họ đấy còn đầy. Ờ. Đến giờ hàng bảo. Nó có bác sĩ để trên nhà rồi. Thôi. Lười lắm. Lười thẳng luôn rồi. Kem bên này mình nướng rồi lâu lắm. Ờ đây là làm xúc xích nguyễn tạng gà nướng hơi lâu nên là mình sẽ anh em mình sẽ đây xúc xích rồi. Anh em mình sẽ mua xúc xích để nướng để ăn trước nhá, không đợi, sợ đợi lâu ấy mọi người. Đâu thì mình không ngon đâu. Ừ. Ăn rồi. Có cái xúc xích ở trường cấp 1 không? Ừ. Cấp 1 là cái này chứ còn cấp 1 không phải. Cái xúc xích ngọt á. Cái đấy ngon. Nhưng mà nó là đảo. Nhưng mà tao không ăn đây. Tao thích. Đây là ăn mẹ à. Gì? Nem chua nướng. Ngáo à? Cho đi mẹ à, cho xiêm này đấy. Đây này, làm cái hộp này. Mày mua đi. Thôi lấy cái này vui. Ờ, thế thôi. Chưa thế thôi. Hết đạn. Thế đạn là mọi người ạ. Đây.
Đó, anh em mình mới quay ẩm thực cho anh em xem. Chưa có lồi bia. Không biết được ăn rồi. Đúng rồi, lấy con phóng lợn, lấy con dao vãi cửa. Phóng lợn đúng rồi đấy. Hôm nay hơi lắm mọi người ạ. Là hôm nay mọi hôm mà lạnh quá nên bọn mình lười ấy. Lười ấy, không quay cho anh em xem. Vì hôm nay nóng rồi. Thì nhá, thanh toán ạ. Anh em ạ, mình đã mua đồ xong rồi. Đây. Anh em đợi mình chút xíu mình đi vào nhá. Cho anh em đợi tí. Anh Miu Miu loại đi. Miu Miu gì? Ai đâu, ai đủ cái gì? Nào, ai đủ giàu. Sao họ giàu ấy? Đi mẹ họ giàu ấy. Tiền ăn thì không phải bị lừa rồi. Ai nói cho tao mua 20.000 bảo lúc lấy thôi. Vợ này bị lừa. Vợ này lừa rồi. Ôi mấy cái chuyện tử. Mình đang chặt củi, thế lại cũng đòi chặt. Đất, mày... Phải kê lên con gạch cái kìa. Nó mới có điểm G chứ. Đấy, mình đang chặt củi nhá. Hải, thắt đi Hải. Ui giời. Yếu đấy, mày sợ củi đau à? Đã rồi. Ô, ông đá chặt cái ra mẹ rồi. Ôi giời ơi. Đang còn làm trò. Đạp chân gái ra rồi lại còn thế phải nhanh hơn không? Bô nhở. Ông đạp cái ra gãy rồi lại còn còn rìu. Ui trời ơi. Ui giời, thế này nó lấy vợ. Đây. Đây này. Phóng lợn. Phóng lợn nha. Đây than. À, thằng đi lấy đá thằng ấy, mình đâu lại phải làm à? Đừng cái đếm gì, đừng để đấy á. Bỏ làm gì? Bỏ làm gì? Xem. Xong rồi. Đây đứng đây. Này anh em đợi tí nhá. Ơ, sao lại rồ? Sao mà em rồ? Sao tao quay mày nó? Anh em quay trước, anh quay sau. Chấn bỏ mẹ củi cho nó khói. Ok nhá, mà mình làm tách bụi anh Hải nha mọi người nhá. Thừa sức rồi. Sẽ phản ứng anh Hải như nào? Mình tách bụi anh Hải sẽ phản ứng anh Hải nhau nhá. Đít nhá. Đau. Anh Hải đau rồi mọi người ạ. Nào ôm ra xử gây đấy. Anh Hải ơi. Anh Hải. Mẹ mày bố bổ chết cụ rồi. Anh Hải. Đấy ra xử cầm phóng lợn xử đi. Thế bây giờ mình sẽ khai trường gà nha mọi người nhá. Hỏa bọng thôi. Không hỏa bọng. Đấy chơi hẳn phóng lợn. Đang ăn mà chẳng phải cầm vào mà. Rồi. Mấy em cầm vào bằng cái ấy nhá. Không phải cầm vào bằng nước thì đi. Sẽ đổ nước. Điên để đây. Mới ngọt. Bóc luôn ra nhỉ cho nhanh. Bố còn đi. Đĩ. Còn đĩ đài thôi. Khổ quá. Không phải ông bị đặt, không phải dao nữa. Khứa từng cái một đây. Tiếu nhiều. Từng khứa. Đây. 6 cái nhá. Tỏ thế buồn. Con vợ ấy tỏ. Đây là cái sạch nhá. Ôi. Trời ơi là trời. Hải ngáo à bụi. Hải đi làm cái xiên đi Hải, làm xiên tre đi. Có mà. Đâu? Thằng ụp nó vừa nhúc đầu. Ở ngoài xe anh hả? Thái tận xương luôn này. Chắc nhỉ, đúng vừa mua xong. Mình mua để mình làm ấy cho mọi người nhé. Để mình làm ẩm thực chứ mình không ấy đâu. Mình chơi hệ phóng. Mình không hệ phóng hệ phóng. Hải siêu dích Hải. À vẫn chưa được, vẫn phải ướp á. Mày đổ hết vào đi. Bóc ra đổ hết vào để ướp. Cẩn thận vào người. Mất người đấy. Hải bị ngu.
Này con vợ bỏ ra. Đúng rồi. Úi giời. Nhích kìa. Hồ lô ạ. Được mấy cái. Mấy hàng hết rồi à? Còn nhiều. Mấy hàng nhiều. 92, 12, 8, 12, 15, 18. 18 cái. Được 18 cái. Cái mất tay như trời ấy. Cái khứa rồi đúng không? Trừ. À khứa rồi, khứa rồi. Suốt kìa chắc không phải đâu. Chắc không phải khứa đâu. Này Hải. À Hải ấy sao tế đi Hải. Được. Ừ. Chứa xong hết thì cho sạch tế. Được á. Ướp quả xúc xích luôn, ngon. À, mày xiên từ từ, mày xiên xui trước đi. Từ cứ để đấy á. Xiên vào trước đi, không tí nó bẩn tay. Đuôi to rồi. Tết đến nơi thì thôi. Ôi trời ơi, các anh mình ơi. Bọc biếc, kinh quá. Tách nó hẳn ra. Đừng có để liền đi. Toang đến nơi thì rồi. Ôi giời ơi, các em mình thế này thôi chứ. Thế đủ theo được xiên. Tết đến nơi. Ui. To. Có được hai quả này to. Bao tiền có quả này 4.000 sao ạ? 22.000 một cái sao ạ? Ừ, quả này nó to quá. 4.000 một phát đấy. To đùng. Gà tây nha mọi người nha. Đợi nó ướp mình quay cho em xem tiếp nha. Được ướp anh em ạ. À từ từ, vướng mẹ tay à. Từ từ em cho cả hai lọ vào đó rồi. Ừ. Vết hết. Còn nhiều lắm. Dốc đá vứt đá đấy. Ủa đấy. Bắn mắt mù với mẹ luôn. Ai gọi đấy? À có ông kia, ông đang tắm gì kia. Bái hò. Biết thấy mát cái cần của bố Hải Sáu ra đấy. Ừ. Không ổn rồi. Đấy đi. Thôi ghê quá bỏ đi. Bỏ đi được rồi. Ghê quá. Bóng mới phục. Mọi người mình sẽ hạ sóng. Và mình đi chơi hạ xúc xích. Mấy là chân gà. À đùi gà. Vài vải như vậy. Nó đánh cả cái sắt vào. Này hơi cay đấy nhở. Anh ngậm mùi cay. Đây coi, đấy, sử đây. Xem cái đuôi này bứt đây này. Ôi. Như bóp như bóp như béo gái người ta hơi lạnh tí cầm ấy mà lật chứ kẹp nào được vào cầm đũa lật kẹp nào được để vỉ lên thôi đập cho đều vào. Móc móc vào đây. Nếu mà người yêu mình mà người yêu anh mà có xem video này ạ thì thì anh xin lỗi nha. Để một lúc. Cả thế. Xong mày đây mày tay mày đang ấy bôi lên xúc xích rồi. Thì xong rồi đã. Rất là dưới nhà khều lên. Ừ. Lúc xong dặn khéo. Ông làm đập đi. Tưởng đi đại bàng đập cánh thôi. À. Đùi hơi bé. Chắc đùi này cho anh Hải ăn. Nếu mà xem video mình mà đang xem clip này thì cho xin lỗi nhá. Vì anh bận quay hết rồi. Thông cảm anh nhá. Anh sẽ đèn bằng xúc cua. Xúc cua là cái gì? Nãy giờ làm gì? Xúc cua. Ô. Bọn yêu nhau. Thằng đứa thằng điên.
còn với bọn đéo bình thường. Thế mà vẫn cứ đâm đầu vào. Ai? Đéo biết ai. Mày. Hẹn hò. Bày đặt hẹn hò. Hẹn hò không được gần. Đâu má nó bày đặt hẹn hò trời. Để anh Hải ăn cơm chó suốt. Dạ. Suốt bao nhiêu năm rồi. Ngày mày hôm qua vừa bình luận ảnh gái tán gái đấy. À. Sao? Em ở đâu ấy? Em ở đâu ấy em à? Ngày mày là có vấn đề thần kinh. Thần kinh thật rồi đi bẹ. Không đùa đâu mọi người, anh Hải mình là có vấn đề thần kinh. Mình thà. Mình đùa làm cái gì? Trời ơi, trời rồi xong rồi. Là đại á. Thôi, có đẹp luôn này. Từ Tết đến nơi rồi. Ôi giời ơi. Mình cho vàng. Mình sẽ xích trước. Anh Hải mình lừa đấy, anh Hải mình chả sao. Anh Hải tròn rồi. Ui. Ngồi đấy mà lừa. Ngồi đấy mà lừa. Ngồi đấy mà lừa. Ngồi đấy mà lừa. Ngồi mà lừa nhá. Hai. Chìa khóa ô tô, chìa khóa từ ô tô là có mấy lút nhỉ? Hai lút thôi đúng không? Ba lút rồi. Hai lút. Ô tô. Hai lút thôi. Bịt bẹ. Đèo vấn đề. Cô ô tô không có lút cơ. Cây ơi, hồi xưa có cái ô tô kính xoay bằng tay. Hở vọng nha. Hở vọng nha. Còn ai? Ui giời. Cái xúc xích này là mình sẽ để ăn với cơm mọi người ạ. Cơm đâu ấy? Anh Hải về lấy cơm à? Có tí cơm. Anh Hải lấy có tí. Có tí, còn một tí. Ăn không? Tao về lấy cho. Có, lấy. Ăn cơm không? Có. Đợi nhà đang ăn cơm để ăn xong á. Anh ra điên đang ăn ở nhà. Ủa, có cấp uy tín đấy, có cấp uống nhiều ấy. Vừa om được của bà đi. Ôm nuôi bà thuốc gì? Này, về mà om. Ủa, cái này mùi lên nó khét. Bảo anh Hải về lấy cái điếu anh Hải không lấy. Thì ông Tuấn ông đi làm hút. Ai ông Tuấn ông đẩy? Trời ơi. Ủa. Ta định lấy cái cốc dài hơn nữa cơ, nó như cái cúp vậy, nhưng mà thôi cái đấy nặng. Đừng có lật anh Hải, đã yên cho nó, đừng có lật. Ủa nhìn có vẻ cay ấy nhở. Ủa sướng á. Nhìn cay lắm. Ủa nó cũng cay sướng. Rồi, cái xúc xích kia kìa. Hả bóng. Hết rồi. Cả nó ôm đấy cả. Anh em ạ. Ui giời. Anh em phải đăng ký kênh, chia sẻ, like, comment. Anh em có động lực. Lổ ác lên. Tiếp cho anh em xem được. Tại vì là không phải là mình không làm video cho anh em xem này. Dạo này mình rất là bận. Không, không phải bận. Nói chung là nhìn cái này là cũng đủ hiểu. Không phải là thiếu tiền. Đấy. Nhắc như thế thôi. Yeah. Mình tốt thật là tiền cũng thiếu. Đấy, nhưng mà không có động lực. Nhưng mà không phải không có động lực mà những cái nhân vật quay bỏ gái, bỏ mình theo gái hiểu không? À đúng rồi. Rồi xếp lòng. Đây à? Chó lười. Không phải mình. Mình bận. Cứ lên phương anh nhá, lên phương anh mà xem phương mình nhá. Cứ cấm đi nhá. Đèo người yêu công an vụ tôi tí rồi người yêu. Con vợ. Yêu vì đường tí rồi à. Yêu phải cưới à. Đang ôm con vợ, đang ôm con người yêu, con mẹ lên nhỉ. Ôi giời. Mày về lấy cơm đi. Đợi đang ăn trong đang ăn rồi, đợi lúc nữa tầm 15 phút nữa. Chỗ này xong là vừa. Thế đi ăn cơm bằng cái gì? Tao cầm bát thì tao lên cho. Hết, xúc xích cứ từ từ đợi cứ nướng chín á. Chín rồi. Chín sắp chín rồi này. Đây là cháy rồi này. Cháy rồi à. Nhanh lắm sao rồi đây này. Mẹ em về ở nhà vẫn đang ăn. Bảo ai bảo lấy ít cơ. Phải còn khoe cơ, nhà có cơm cơ nhà. Đừng có giải xúc xích. Ừ, giải ra. Nếu mà nó khoe nó không gì thì nó không sao. Mày cơm chợ vừa đi năm mua 50 tiền cơm về ăn kìa. Lôi cơm hỏng. Lôi cơm hỏng cắm hai lần đổ hết kìa. Không còn cái lần lâu lắm để ăn cơm ngoài quán mà. Tao lùi bé tí á. Bé bằng cái này hả? Lùi bé tí. Lùi bé nấu ít. Ai nấu nhiều. Anh ăn ăn. Đấy Hải là hoàn cảnh. Cam. Uầy trắng nhờ. Có lùi to không ăn. Mặt anh Hải nhẵn nhờ. Anh Hải thơm cái. Ui xuống xích này. Lật đi. Mẹ anh Hải tiên bôi kia vào. Ọp không nói gì à ọp. Ọp. Đang nói. Thôi. Nách ra ngoài. Ủa nhìn quả đùi gà rực rỡ nhỉ. Đây có đĩa đây. Chơi có đĩa này ăn này. Ui.
Ờ, đéo có tương ớt. Mày cầm cái gì? Đây, lọ tương ớt đâu bì? Đấy, ăn cơm. Lọ tương ớt đâu? Đấy. Tao đã. À, có cả rau xà lách ấy. Ờ. Đấy. Cái này chín rồi này. Mày mở thử một cái đây. Đấy, chín. Chín rồi, mai anh em. Đâu, ngồi quay đấy, ngồi luôn này. Cơm nhà ai đấy? Cơm nhà Hải à? Tao thử bắt mà hả? Sợ chưa chín á. Chọc cái chọc vào bên ngay, chọc cái chọc, chọc thủng chín ra. Rồi. Không chín không chọc được. Chín rồi. Kệ. Ủa. Nhất này. Thì tao bụng. Mấy em nhá. Ủa Hải ơi. Thôi nghe quả bụng mà biết rồi, chín rồi. Tưa. Mà thôi. Vẫn đỏ à? À vẫn. Ừ. Vẫn bả, vẫn lạnh à? Ừ. Cay quá. Ăn được. Cơm hơi lạnh. Cơm hơi lạnh. Chắc là do cơm mà. Ôi. Điệt. Ôi anh Hải ơi là anh Hải. Đời. Anh Hải ạ. Có mày làm đi. Làm đi. Mang về rửa nhá. 50 cái đùi đấy nhá. Này cái chín này. À tôi đã kìa. Người đã rửa đi. Rực rỡ nhỉ. Ngon. Em thử. Hết xúc xích rồi. Đây. Đấy, này. Nhìn rút cái xúc xích vất vả không? Để mình đến được mình nha mọi người. Nào ngồi ăn luôn, ngồi thẳng đây luôn, lấy đũa đây luôn. Nói tất cả mọi người. Chưa chín. Chín rồi. Nghe rộp 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 ấy. Cái của mày chín, cái của anh chưa chín. Ngon không? Đang ngon rồi. Hả? Đổi ít coca này. Sao á? Bị sao á? Đổi ít coca này. Chạy đâu, chạy kìa. Đồ cũng lấy coca đổ vào, kinh quá, lấy coca đổ vào. Đấy đi, một tí rửa tay bằng đá được. Tưởng tí thôi nhá, không có phải uống đâu. Nó giả đây. Vậy anh Hải có dụng ngay rồi. Ăn thế thôi. Mày lấy anh lốt cái đây. Anh ăn lốt miếng này. Mới nhá. Gì? Rực rỡ. Đây, ăn lốt miếng nha. Này, chỉ nó ai? Bỏng ê, bắn vào tay ạ. Ngon không? Thật đấy cay quá. Ui rồi, đéo được rồi anh Hải ơi. Hải mày rửa cho. Không được rồi, không được rồi. Lấy tay xoa đi. Gió mùa thu. Gió mùa thu anh du em ngủ, em ngủ rồi, anh lấy. Anh cậy hạt đu đủ của em. Chưa được đâu, vẫn đen đi ăn kìa. Cái này nước công ạ. Cho anh Hải ăn cái đấy. Thì anh Hải mút cái đấy nha. À, to nhất nó làm rơi. Cày. Ôi, ăn thế thôi. Mang cốc nước. Tí đợi quay trong, tí đợi gà trong quay em xem nha. Thưa các bạn nha. À, xin chào các bạn nha. Để... Hai bia, góc thường nhìn như chân dung nhỉ. Tình hình là nó xóa phông được mà. Tình hình là xóa phông luôn mà. Chín rồi ạ. Chín rồi ạ. Chín rồi ạ. Đây nha, ổn gấp một miếng lên đi. Từ từ cho nó chín hẳn cái đầu rồi ạ. Uầy, xóa phông là sao nhìn mỗi cái đùi gà ấy. Anh Hải ơi. À chết, gấp cái lên. Đùi này đi. Bỏng quá. Em nghĩ là chín rồi thật đấy. Đây cái này chín này. Test thử bát đi bên ngay. À, để mình. À, sao thử thử đi. Bỏng lắm. Để mình. Để mình thử xem nó chín ra đi ra. Cơm kiếp à? Không này. Ăn tay luôn à? Ờ, đi đây. Đưa cho nó. Anh à. Anh Hải hóa ăn đang mang tương ớt này à? Ủa ui thôi đi. Hải cầm cái đũa. Hải cầm đũa đi để tao lấy bát tao ăn. Mời tất cả các bạn nha, ăn miếng bé thôi, ăn miếng to nuốt không ai. Ờ, cắn phát miếng to cho sướng. Ủa được không? Ủa ngon không? Tao gì không? Mày cho anh đĩa đây, anh thử bát nào. Cụ mới là ôn con có đốt pháo nhở? Thế thôi, cái con đỏ này. Cái này. Ui, đốt lỗ to quá bò chạy luôn mà. Đấy, cái to ơi. Ui, ngon anh em ạ. Bò. Mà đây mọi người nhá. Cho anh vào đây phân. Đây này, cái chuối luôn. Anh Hải đớp đi còn gì nữa. Đớp làm nào. Rồi, rực rỡ rồi. Mấy anh em nhá. Anh Hải ngồi ra đốt chỗ thằng OB. Ngồi xê thẳng ra chỗ kia Coca. Góc thường nó không quay được hết. Rồi, đưa về. Mời anh em nhá.
ngon. Chưa ăn đã ngon. Vô tổ cái máy lổ. Uầy, cho tí. Đúng đang đói mọi người ạ. Uầy, bi cho ta miếng dai bi. Uầy. Ngon. Đây, phải vay hết giọng rồi. Mọi người ạ. Xương còn bị đỏ nữa mọi người ạ. Ăn người ta nhiều ăn bim bim ạ. À đấy sao? Đây cho tí ớp ớp đây. Thơm lắm. Thơm mắt lại thơm rồi. Đây. Cho loại ca này ra men. Được không? Uầy. Wow. Được rỡ rồi. Như kiểu chén em mới 18 á. Uầy. Không, cái này ngon với cái da thôi. Nó mà ăn này không? Ừ. Anh Hải xếp tờ giấy anh Hải. Vừa ăn cái á. Đâm bát cơm. No rồi. Cái này chín rồi. Chín rồi đúng không? Chín rồi. Ăn được. Không chết được đâu. Phút. Tôi phải ổ bắn nhanh ấy. Rồi. Nói vậy cái pha rực rỡ đã. Trời ơi. Máy quay led thật. Mời mọi người nhá. Hui. Yeah. Từ từ. Ta lại hơi nóng chưa cảm nhận được vị. Đây quá. Đúng đời luôn. Do kinh phí hạn hẹp. Ôi Hải. Lại anh em chỉ mình chỉ mua thế này thôi. Dạy giống cái thằng gì? Leo Đình Bảo à? Cho kinh phí hạn hẹp lên một buổi tối mình chỉ dám ăn có 10 triệu thôi. Đen xì luôn. Mấy anh Hải nhan này. Úi xùi. Nhằn như khỉ. Nó cầm mặt một cây ạ. Hai lọ sao tế nhỉ? Cái đứa hai mọi người nhá. Cái đứa hai rồi. Úi xồ. Được của nó. Anh mượn. Ơ. Bánh ra cả nước mũi mọi người ạ. Có vợ lên sạc rồi. Uầy, quán vất tự gất tự rơi tổ cổ họng luôn mà. Hả? Cầm ơ à, lại cầm một cái. Ngon mồm. No. Nay mà có thêm bát cơm thì làm cơm đủ nhà. Được rồi mọi người ạ. Clip được 1000 like mình làm quả đùi gà KFC cho xem nha. Đùi gà chiên ấy. Nếu mà lên 20 15 view nữa thì làm quả đùi lạ siêu to. 15 view nữa nhỉ? Nhà đây Hải. Hơi gạo. Và trong khoa thần kinh. Cầm đi, ăn thôi cầm. Đấy bố. Đớp đi. Cái to nhất đấy. Ô cái nếu mà cái vừa nãy nó bị là cái nào ấy? Cái này. Cái đấy. Không ăn à? Đủ rồi. Đúng rồi. Cầm tao miếng ấy. Đấy là mang ai mượn. Ui thôi. Không ăn à? Không. Ăn đi. Đây cắn thêm chút miếng này này. Thôi mày ăn đi. Ui nhìn cái ghê nào. Ghê vẫn được. Bỏng quá. Mở góc rộng lên nhờ. Cho nó rực rỡ. Ui máu à. Vẫn đông. Này nuốt hết cái này đi.
Rơi gì ạ? Ơ sao rơi cục xương ra rồi? Ăn đi bố ạ. Sao? Cái này nhão. Cải nó chưa chín. Nhão á. Cho vào đi, cho vào. Nghe bia. Chưa chín. Không. Chưa chín thì nó mới nhão chứ. Nhão. Thôi, hết rồi mọi người ạ. Thì clip ở đây mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn anh em ở các clip sau nha. Bye bye. Em nhớ like, đăng ký kênh của em mình nha. Mồm với ông lo mồm đi. Mềm kìa. Chào anh em nhá. Chào anh em nhá. Đâu rồi.